Xin chào tất cả anh chị các bạn, xin chào những người đang theo dõi kênh PA Marketing. Hôm nay có sự xuất hiện rất là đặc biệt của một chuyên gia, đó là chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh. Mà lại đi. Rồi, xin mời chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh nêu tiêu đề của video này sẽ là gì nhỉ? Chào các bác, các cô, các anh chị. Không biết. 10 lý do khiến bạn và doanh nghiệp của bạn khởi Kinh nghiệp, doanh, kinh doanh khởi nghiệp. và khởi nghiệp thất bại 2024 Rồi, cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh. Đây là chuyên gia trẻ tuổi nhất ở Việt Nam hiện nay đi làm tư vấn cho doanh nghiệp. Và hôm nay chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh sẽ ngồi đây để cùng trình bày với các bác, các anh, các chị một số những cái nội dung của video này. Video này sẽ chia sẻ 10 cái lý do cơ bản phổ biến khiến cho bạn hoặc là doanh nghiệp của bạn trong quá trình kinh doanh hoặc quá trình khởi nghiệp thất bại, đúng không ạ? Có thể thất bại. Và phiên bản này thì là mới nhất, video này mới nhất. Bây giờ là 20 giờ 48 phút ngày mùng 7 tháng 4. Đó, ngày mùng 7 tháng 4. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là thông thường thì khi khởi nghiệp hoặc khi em mới bắt đầu kinh doanh thì một trong những cái lý do mà chúng ta thường có thể bị thất bại đó là chúng ta chọn cái người đồng hành ít phù hợp hoặc không phù hợp. Đó, ví dụ như là chúng ta thường làm với vợ, với con, với anh chị em, với bạn bè và thường trên những cái mối quan hệ rất là thân thiết. Sau đó thì chúng ta thường có xu hướng cả nể, đúng không ạ? Vâng. Và không có những cái thỏa thuận về văn bản một cách rõ ràng. Không có cái sự phân chia công việc một cách rõ ràng. Rồi thì cái việc phân chia cái phần vốn góp, phần lợi nhuận, khi nào thì có lợi nhuận sẽ chia vào thời điểm nào, chia bao nhiêu phần trăm, chúng ta thường không rõ ràng những phần này và không được ký thành hợp đồng, thành văn bản. Đấy. Và thường thì chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là khi mà chúng ta gọi là kinh doanh tốt để chúng ta chia chác thì nó rất là dễ. Khi chúng ta kinh doanh không tốt, thua lỗ thì lúc đấy anh em rất là mất lòng tin. Bản thân tôi cũng đã đi đầu tư vào những công ty như thế này và thậm chí tôi còn có cảm giác giống như mình bị lừa, đúng không ạ? Bởi vì là lúc người ta cần mình, người ta nói là ở người ta vay tiền, xong đó thì đến lúc người ta làm ăn thua lỗ thì người ta bảo à đấy là do anh góp tiền, trong khi đó người ta vẫn có tiền để người ta tiêu xài cá nhân. Nhưng mà doanh nghiệp thì liên tục lỗ và mọi người hàng ngày, hàng tháng, hàng năm không nhận được bất kỳ những cái sự đóng góp, sự tiến bộ nào. Qua năm, qua tháng, rất nhiều năm tháng vẫn một cái bài ca muôn thuở. Thì thực ra là cũng do hoàn cảnh, do kinh doanh gặp khó khăn chứ bản thân người ta cũng không phải là một người thực sự mong muốn như thế. Nhưng cũng không phủ nhận rằng là rất nhiều các doanh nhân Việt Nam là cũng tham rồi cũng không được đàng hoàng cho lắm. Đấy, cho nên là đôi khi chúng ta không nhất thiết phải chọn người thân là vợ hoặc chồng hoặc anh hoặc em hoặc bạn bè. Chúng ta có thể chọn những người cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng cách nghĩ, cùng cách làm và đặc biệt là có đạo đức, đúng không ạ? Đấy. Các anh chị cũng hết sức cẩn thận và nên ký tá những cái hợp đồng rõ ràng. Đấy. Nên ký những hợp đồng rõ ràng. Và chúng ta nên có những cái sự quyết liệt trong cái quá trình hợp tác, tranh cãi và thỏa thuận với nhau một cách rất là rõ ràng. Đấy. Thì bởi vì không ấy là chúng ta dễ thường xảy ra tranh chấp này, thất vọng này, đùn đẩy này. Đấy. Và có thể là không chơi với nhau nữa, mất tình bạn, mất tình yêu, mất đi rất nhiều thứ do chúng ta không chọn đúng người đồng hành. Đấy. Bản thân cái người góp vốn cùng có thể không phải là lỗi của họ mà lỗi của cái nhà sáng lập. Đấy, cái lỗi của nhà sáng lập thì cho nên là nhà sáng lập cũng có những cái vấn đề của riêng họ. Đấy, tôi thì đi tư vấn rất nhiều, bản thân tôi cũng đã đầu tư vào những công ty. Có một công ty kem tôi đầu tư vào, bạn này là bạn đang tôi không hề biết bạn ấy. Công ty bạn ấy rất là khó khăn. Đấy, tôi có đưa cho bạn một cái số tiền 500 triệu. Đấy, và đến khi mà không làm ăn được thì bạn nói là anh cho em nợ cái số 500 triệu này. Trong vòng 2 năm em sẽ trả lãi cho anh cả 2 năm đó.
Và sau khi kết thúc thì bạn ấy đã trả cho tôi cả gốc cả lãi. Thế nhưng mà một người mà tôi rất là thân thiết, một người tôi rất là tin tưởng, một người tôi rất là yêu quý, tôn trọng, thì cầm tôi đầu tư vào 1 tỷ thì 7 năm nay không trả tôi tiền, đúng không ạ? Và nói rằng là do anh góp vốn, bây giờ làm ăn thua lỗ không được thì không có nghĩa vụ phải trả lại. Đấy, mà trong khi đó ban đầu người ta là có ý định vay, và người ta nói là khi mà hợp tác, nếu mà không muốn hợp tác nữa thì bán lại cổ phiếu cho anh sẽ mua lại, bán lại cái cổ đông này anh sẽ mua lại. Thế nhưng mà đến khi mà bảo bán lại mua lại thì ông không có tiền, ông cũng không mua. Đấy, tức là cái sự tranh chấp, cái sự thất vọng này nó xảy ra từ cả người sáng lập lẫn người cổ đông, rất nhiều rất nhiều. Cho nên là các bạn nên tỉnh táo khi lựa chọn, và đặc biệt là phải có thỏa thuận bằng văn bản pháp lý, bằng tài sản đảm bảo rõ ràng nha, không nói mồm, không nói mồm. Và lựa chọn con người rất là quan trọng. Đôi khi con người chúng ta cũng có thể nhầm lẫn. Đấy, như một người tôi không quen biết thì lại sẵn sàng giả cả gốc cả lãi cho tôi, nhưng một người tôi cực kỳ tin tưởng thì sẵn sàng quỵt của tôi, trong khi đó là họ vẫn có tiền để tiêu xài cá nhân, nhưng bởi vì là họ không cảm thấy đấy là trách nhiệm của họ, và chính vì như thế nên họ càng ngày càng làm ăn rất là bết bát, đúng không? Thứ hai, các bạn thường chọn một cái thị trường là đại dương đỏ, tức là thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt, sản phẩm thì bão hòa, đúng không ạ? Vâng, cộng với lại cái tham vọng là bạn là muốn bán buôn, bạn muốn mở chuỗi, bạn muốn phát triển kênh phân phối một cách rất là đa dạng, rất là mạnh mẽ. Vâng, và bạn vừa muốn bán buôn, vừa muốn bán lẻ, bạn vừa muốn bán cho nhà phân phối, bạn lại muốn bán đến cả những thợ xưởng, những người tiêu dùng cuối. Vâng, thì như vậy bạn dễ bị xung đột kênh, bạn dễ bị đuối sức về dòng tiền, bạn bị kẹt dòng tiền không đáp ứng được, và cạnh tranh quá khắc nghiệt, cho nên là biên độ lợi nhuận của bạn bị mỏng, và bạn vào thị trường rất là khó. Rồi thì bạn không cho người ta công nợ, khi mà bạn không có dòng tiền, bạn không cho người ta công nợ, bạn bán thu tiền ngay thì cũng rất là khó vào. Trong cái bối cảnh năm nay cũng là một năm mà kinh tế tiếp tục khó khăn, chưa khởi sắc, đúng không? Thì nó dễ bị xảy ra cái tình trạng là mình oải, mình đuối sức, mình không có dòng tiền, và mình không đấu được với những cái ông lớn mà đã được định hình thương hiệu trên thị trường. Thứ ba là chúng ta không xây dựng hoặc chưa xây dựng được một cái đội ngũ nhân sự cốt lõi, có thể không cần quá nhiều nhưng mà phải rất là cốt lõi và am hiểu, đồng hành cùng với doanh nghiệp về sản phẩm, về thị trường. Đấy, đội ngũ nhân sự là có tính chiến đấu cao. Đấy, thấu hiểu cái triết lý kinh doanh và hợp với cái cách thức sử dụng người, cách thức điều hành doanh nghiệp của cái người chủ lao động. Đấy, có thể là tôi quý mến vì tài năng, tôi quý mến vì đạo đức, tôi quý mến về sự thành công của người chủ, đúng không ạ? Cộng với lương thưởng, cơ chế chính sách 3P rõ ràng, hiểu vấn đề không ạ? Đấy, thì nó có động lực và có cả cái những cái phần thưởng hứa hẹn trong tương lai, như là ESOP, như là mua nhà mua xe, không lo cái này không lo cái khác, thì tất cả những cái điều như vậy thì chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ, nó có thể không nhiều nhưng phải thiện chiến nha. Và quan trọng nhất có ba bốn cái bộ phận, đấy là thứ nhất là kinh doanh, sale online hoặc sale offline là phải có, và thiện chiến. Thứ hai là marketing, chạy ad được, đảm bảo rằng chạy Facebook, chạy TikTok, chạy YouTube, chạy livestream là phải ra được đơn hàng. Và cái đấy thì các bạn, nếu các bạn không chạy được, các bạn có thể thuê những cái đối tác hoặc là thuê thầy Phan Anh tư vấn, đúng không? Chạy quảng cáo thuê cho. Tôi chạy rất là tốt tất cả các kênh Facebook, TikTok, YouTube, hay thậm chí là các kênh ra nước ngoài nữa, vân vân. Đấy, là chúng ta không có những cái quy trình đào tạo, không thường xuyên đào tạo và không thường xuyên xử lý các vấn đề của sale. Ví dụ như là quá tải về tin nhắn này, hay là quá ít tin nhắn này, hay là không chốt được này, hay khách hàng phàn nàn những cái vấn đề này vấn đề kia mà mình không xử lý được. Đấy, hay là không có người kiểm tra chăm sóc khách hàng sau khi mà mình đã giao được đơn hàng. Đấy, đến lúc mà mình đi gặp khách hàng thì họ đã nhập hàng của người khác, họ đã chê mình rất nhiều và ngã ngửa ra rồi.
Thế thì cái câu chuyện như vậy thì chúng ta cần phải đào tạo, chúng ta cần phải kiểm soát, chúng ta cần phải có các cái KPI. Mà KPI chúng ta đưa ra thì cũng phải nên nhớ là các KPI này cũng phải hết sức là hợp lý. Thí dụ như là hôm trước tôi đã có một cái video nói về KPI đấy. Giờ tháng trước mình bán được 1 tỷ, thế mà tháng này mình đòi bán đến 3 tỷ, ví dụ như thế, mà không có bất kỳ một cái gọi là hỗ trợ nội bộ nào, ví dụ thêm sale này, thêm marketing này, thêm chính sách, thêm chiết khấu này, thêm xe cộ này thì mới tăng được. Còn bình thường mà cứ đòi tăng như thế thì cực kỳ khó. Mặc dù tăng trưởng qua các tháng, qua các năm nó có thể tự nhiên khoảng 10-20%, chứ nó không thể tăng lên 300% được. Đấy. Thế nên là chúng ta đào tạo này, chúng ta huấn luyện và chúng ta lắng nghe và giúp đỡ hàng ngày, và chúng ta giải quyết từng những cái vấn đề của nhân viên kinh doanh, thì của thị trường, của khách hàng, thì chúng ta sẽ dần dần là chúng ta sẽ hiểu được thị trường, hiểu được nhân viên và chúng ta hỗ trợ rất là kịp thời. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta không có đội ngũ sale, marketing, tài chính và chăm sóc khách hàng này tốt, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có thể rơi vào tình trạng là không quản lý được nhân sự, không kiểm soát được doanh thu vì không bán được hàng, nhân sự nó oải, đúng không ạ? Nó nghỉ, nó ra thì chi phí tuyển dụng, chi phí đào tạo rất là nhiều. Đấy, và chi phí thì tăng cao nhưng mà doanh thu thì không tăng, dẫn tới bị thua lỗ. Thứ tư, đó là chúng ta cũng không có những cái chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, hoặc là chúng ta lựa chọn sản phẩm sai lầm, hoặc là không làm chủ được công nghệ của sản phẩm nhập về hỏng hóc, sai lỗi rất nhiều. Đấy, thí dụ như là tôi có làm với một đơn vị về keo, thì đơn vị đấy là khi mà tôi làm thì tôi phát hiện ra rằng là rất nhiều trường hợp là khách hàng phản hồi là keo không đạt được cái chất lượng. Đấy, rất nhiều lần, đúng không ạ? Vì mình không kiểm soát được cái chất lượng về sản phẩm. Đấy, thì đối thủ họ kiểm soát tốt hơn thì họ dễ dàng xâm nhập hơn, hoặc là khi xâm nhập được rồi thì họ không bị rời bỏ. Hoặc là cái đồ điện tử. Đấy, hôm trước tôi có làm với một đơn vị bán đồ điện tử thì bắt đầu là ở nhà mình, ở kho mình thì nó rất là bình thường. Thế nhưng lắp đặt thiết bị vào trong nhà dân thì bắt đầu nó bị ảnh hưởng các yếu tố môi trường, nhiệt độ, thì cái thiết bị điện tử nó không hoạt động đúng, hoặc nó không không bền, hoặc nó nhanh hỏng, hoặc là nó ồn, hoặc là nó không đạt được những cái chức năng như mình đã quảng cáo. Thế thì như vậy là chúng ta không tăng được doanh số, sản phẩm dễ bị lỗi, chi phí bảo hành cao, đúng không ạ? Rồi sản phẩm không phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, hoặc là bị thị trường đào thải, không bán được, hoặc là chúng ta phải thu hồi hàng về. Bán được một con máy, ví dụ như là mình lãi cứ cho là 20% đi, mình là phân phối lãi khoảng 20%, một con máy 10 triệu lãi được 2 triệu. Nhưng trong khi đó chi phí giao vận đi, giao vận lại, sửa chữa, lắp đặt đi, lắp đặt lại 2-3 lần, nhất là đồ điện tử, đúng không ạ? Bảo hành nhiều thì cực kỳ nguy hiểm. Thế có một cái đơn vị bán máy tính, PC, chuyên game với chuyên máy văn phòng. Thế bạn ấy bán doanh thu một tháng cũng khoảng độ từ 8 đến 10 tỷ. Tôi cũng đã có một thời gian cố vấn cho bạn ấy. Thì bạn nói là bên em tỷ lệ, vì em bán máy tính mới cho nên là tỷ lệ hàng lỗi nó chỉ rơi vào khoảng độ 0,5% thôi. Tức là em bán ra 1.000 bộ thì may ra mới lỗi có 5 khách hàng bị lỗi. Mà đặc biệt là em không phải đi bảo hành. Gần như trong một năm đầu là không phải bảo hành. Thế còn có bảo hành thì là trong 5% đấy thì doanh nghiệp khi mà người ta bán người ta đã bảo hành cho em rồi. Ví dụ người ta cứ 1.000 bộ thì người ta đã bán cho em 1.005 bộ hoặc là 1.007 bộ, ta tặng luôn mấy bộ để làm cái bảo hành. Bây giờ người ta ít sửa chữa, bảo hành đổi mới luôn. Đấy, thì cái này mình cũng phải tính nhá, mình phải tính hết tất cả những cái tính này là đều tạo ra. Thế cũng có một bạn cũng là nhân viên của tôi, trước đây bán đèn led, đi làm nói với tôi là trước em tháng bán mấy công đèn led, một tháng bán khoảng 3 đến 4 công đèn led. Thế nhưng mà em cũng không trụ được bởi vì là sản phẩm của em rẻ quá. Thì thường là phải bảo hành 12 tháng, nhưng mà đến tháng thứ 3 nó đã nổ rồi, nó đã cháy rồi. Thế là em không bảo hành được nữa. Thế là khách hàng thì người ta đến bắt đền nhà phân phối, bắt đền đại lý thì bắt đền em. Thế là em cứ thế là em phải đền cho khách hàng. Và thế là khiến cho cái việc mà chi phí bị tăng cao, rồi khách hàng không sử dụng sản phẩm của em nữa, rồi thế là em bị biến mất trên thị trường. Trước là một tháng cũng lời được 200-300 triệu, nhưng bây giờ thì bị lỗ, đúng không? Và quan trọng là mất khách, mất một cái
một cái công việc, mất một cái tương lai kinh doanh. Rồi, lỗi thứ năm thường gặp đấy, khiến cho chúng ta có thể bị thất bại khi khởi nghiệp, đó là chúng ta không chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng tái mua, không tập trung vào khách hàng giá trị trọn đời, không tập trung vào khách hàng giá trị trọn đời. Chúng ta chỉ nhanh chóng là chốt được một cái đơn là chúng ta xong. Đấy, không chăm sóc khách hàng, không giúp khách hàng tái mua, không giúp khách hàng yêu thích thương hiệu, không đào tạo và giáo dục khách hàng. Và trong cái bối cảnh là khách hàng Việt Nam là khách hàng mà gần như cái tỷ lệ trung thành của họ rất là thấp, rất là thấp. À, có đúng không hả chuyên gia Minh Anh? Có. Ok, good. Yeah. Rồi. À, thế nên là vì khách hàng không trung thành như vậy nên khiến cho việc là khách hàng sẽ bị đối thủ nó ve vãn, nó cuỗm mất, đúng không? Thế nên là chúng ta mất công tìm được khách hàng nhưng mà chúng ta cũng bị đối thủ người ta vào người ta lấy mất. Đấy, vì chúng ta không chăm sóc tốt, vì sản phẩm của chúng ta không tốt, vân vân. Tỷ lệ chuyển đổi thì ngày càng thấp, giá thầu thì ngày càng cao. Nếu mà chạy bán lẻ, chi phí quảng cáo thì lớn. Khách hàng mua buôn thì nhập ít hoặc là đã đi mua của người khác mất rồi, mình vẫn không biết. Hoặc là có khách hôm trước tôi đến của một cái bên bán thiết bị về bếp, thế thì khách hàng họ nói là sản phẩm thì không có vấn đề gì, thế nhưng mà cái quy trình rồi cái cách chăm sóc của cái cô nhân viên nó rất là tệ, nên là họ từ chối không làm việc với mình nữa. Vâng, thì đấy cũng là một cái lý do. Chúng ta thấy ở đây là một cái sơ đồ mind map có 10 cái lý do này. Và các bạn có thể liên hệ với tôi thì tôi sẽ gửi cho các bạn, tôi sẽ gửi cho các bạn cái file này để các bạn có thể tham khảo thêm. Hoặc là các bạn có bất kỳ cái yêu cầu nào thì các bạn cứ liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và tiếp tục là cái lý do thứ 6. Cái lý do thứ 6 đó là không tập trung xây dựng và nuôi dưỡng cũng như là phát triển những cái kênh marketing đa nền tảng, tiếng Anh nó gọi là multi channel, mà chỉ tập trung vào một kênh, ví dụ như chỉ chạy Facebook thôi. Thì tôi là người mà chạy quảng cáo Facebook và dạy đào tạo Facebook cho doanh nghiệp, cho các bạn bán hàng rất là nhiều rồi, từ năm 2010 đến bây giờ cơ. Đấy. Thì tôi bảo là chi phí quảng cáo thì ngày càng tăng, và nếu như các bạn chỉ phụ thuộc vào một kênh các bạn sẽ chết. Đó, y như rằng, đúng không? Đấy. Chúng ta chỉ tập trung vào mỗi cái kênh người ta gọi là performance marketing, tức là tôi tạm dịch là marketing săn bắt. Marketing săn bắt tức là chạy quảng cáo để lấy đơn, chạy quảng cáo để lấy đơn, đúng không? Đấy. Mà lời khuyên của tôi là chúng ta nên cân bằng, và khi chúng ta có lợi nhuận, khi chúng ta có lợi nhuận thì chúng ta nên dành cái ngân sách cho cái đội ngũ về sale web, đội ngũ về làm content, đội ngũ về xây dựng phát triển thương hiệu, mà tôi gọi nó là marketing nuôi trồng, tiếng Anh người ta gọi là nurturing marketing. Marketing nuôi trồng sẽ giúp chúng ta tạo ra khách hàng tiềm năng. Thí dụ như là bây giờ là 21 giờ rồi, đúng không? Đấy. Và chúng tôi hai chuyên gia, chuyên gia Nguyễn Phan Anh và chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh vẫn đang ngồi đây sản xuất video cho các anh chị. Thì có nghĩa là chúng tôi đang tạo ra những cái nội dung mang tính chất nuôi trồng, giúp các anh chị có thể học hỏi được điều gì đó, nhận ra điều gì đó nếu các anh chị cảm thấy là video hữu ích, nội dung chia sẻ hữu ích, đúng không? Và một trong số những anh chị như vậy thấy rằng là đúng rồi, anh Phan Anh nói rất là đúng, đúng không? Và tôi đang gặp những cái vấn đề như sau thì tôi có thể liên hệ với anh Phan Anh để được trợ giúp. Thì như vậy tôi đã tạo ra được một data khách hàng không mất chi phí. Và cái phương pháp như thế người ta gọi là phương pháp marketing nuôi dưỡng hay nuôi trồng. Tức là tưới tắm cho nó, tưới cây, bón cây cho nó thì sau này nó mới ra hoa kết trái mà mình không phải mua. Đấy, chứ còn hoa quả thì mình vẫn có, đúng không? Mình ra chợ mình mua là xong. Thì đó chính là performance marketing. Còn mình lên cây mình hái thì đó chính là nurturing marketing. Và cái hậu quả của nó đấy là chúng ta sẽ bị tăng chi phí, chi phí ngày càng tăng, hiệu quả thì ngày càng giảm, và khách hàng thì ngày càng đi đâu đó mất hết, đúng không? Rồi, rồi cái vấn đề thứ 7, vấn đề thứ 7 là chúng ta không kiểm soát tốt chi phí, hoặc là chi phí quá lớn mà doanh thu thì đến chậm, đúng không? Doanh thu đến chậm, không có đủ dòng tiền theo thời gian đạt điểm hòa vốn. Thí dụ như là một cái dự án kinh doanh của chúng ta phải xác định là 12 tháng mới hòa vốn, hay là
2 năm hay 3 năm hay thậm chí là 10 năm mới hòa vốn tùy vào cái dự án lớn hay nhỏ. Thì chúng ta không có đủ tiền để nuôi. Đấy, không có đủ tiền để nuôi. Thí dụ như chúng ta nhảy vào mảng sản xuất thì có phải phải có mảng thương mại nó nuôi. Đúng không ạ? Chúng ta muốn 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 gọi là kinh doanh thì chúng ta phải có một cái lượng vốn liếng nhất định để nuôi được quân trong khoảng 3 đến 6 tháng hay 9 tháng phải có dòng tiền. Trong trường hợp là chúng ta không bán được hàng ngay. Đấy, bởi vì thông thường mọi người sẽ nghĩ là tôi sẽ bán được hàng ngay. À, có đúng không hả chuyên gia Minh Anh? Có. Ok, good. Yeah. Rồi, cảm ơn chuyên gia. Và cái vấn đề như vậy thì sẽ bị làm sao, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cứ tiền đội nón ra đi. Đấy, hoặc là dòng tiền bị kẹt. Đấy, rồi không có tiền trả lương cho nhân viên hoặc trả lương chậm. Gây ra hoang mang, gây ra buồn cho nhân viên. À, rồi cảm thấy mình cũng cảm thấy rất là bất lực là mình không đạt được cái mục tiêu mình đề ra. Đấy, và nặng nề hơn nữa thì mình sẽ bị thua lỗ, phá sản. Rồi, cái lý do thứ 8, và đó là chúng ta không xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Đây là một cái lỗi rất là căn bản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, không xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, cho nhãn hàng hoặc là thương hiệu cá nhân, chúng ta gọi là nhân hiệu đấy. Đúng không ạ? Chúng ta gọi là nhân hiệu. Thế thì như vậy thì khách hàng sẽ không biết về thương hiệu của chúng ta, thương hiệu chúng ta kém hơn. Thì chúng ta thường khi không có thương hiệu ấy, thì vấn đề là gì? Là khó tiếp cận khách hàng, khó bán được giá cao, khó có lợi nhuận cao. Đấy. Và lúc đó thì nó dẫn đến tình trạng là khó chốt được đơn, tỷ lệ chốt đơn thấp, không tăng được doanh số và lợi nhuận suy giảm. Thương hiệu thì không ai biết, đúng không ạ? Không được yêu thích. Đấy. Bởi vì chúng ta gần như chúng ta chỉ quan tâm đến việc bán hàng, chúng ta quan tâm đến việc quản trị chi phí. Trong khi đó chúng ta không đầu tư cho thương hiệu. Vâng. Ok. Và cái thứ 9, cái thứ 9 là số 9 là như nào nhỉ Minh Anh nhỉ? Giơ 9 ngón tay như nào? 9 ngón. Đấy là 9 ngón mà. Ok. Số 9 đúng không? Sắp xong rồi các bác nha. Ok. Hôm nay chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh đang tư vấn cho các bác về khởi nghiệp thành công. Đúng không ạ? 10 cái lý do thất bại thì các bác phải tránh ra. Ok. Tránh ra 9 cái lý do mà tôi trình bày đây, đúng không? Con đọc cái này. Ok, con đọc cái số 10. Đọc cái số 10. Ừ. Tí nữa, số 10 nhá. À, đó là chúng ta lựa chọn kênh phân phối không phù hợp hoặc là không rõ ràng theo từng cái giai đoạn. Thí dụ như ban đầu chúng ta bán lẻ tốt, thế nhưng chúng ta lại muốn tham là chúng ta muốn bán buôn, thế vào cũng có thể sẽ bị thất bại, bởi vì là khi đã bán lẻ được rồi thì rất khó có thể bán buôn. Nếu mà bán buôn tốt lại muốn bán lẻ thì chúng ta phải có chiến lược, ví dụ như chúng ta có hai nhãn hàng, một nhãn bán buôn, một nhãn bán lẻ, hoặc là chúng ta phải có cái chính sách phù hợp. Đấy, ví dụ bán buôn thì chúng ta phải có chính sách chiết khấu là khoảng tầm 30-40% trở lên. Đấy, thì bán lẻ, so với bán lẻ thì cái người bán buôn người ta mới được lợi. Rồi chính sách công nợ, rồi chính sách đổi trả giao hàng thì các bạn sang cái series video về lập kế hoạch, series video về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp của tôi thì các bạn sẽ xem rõ hơn. Đấy. Thế rồi thì có những người thì đang bán lẻ online thì lại muốn bán offline. Đấy, có người đang bán offline thì lại muốn bán online. Thế thì những cái kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực đấy của chúng ta không có. Và chúng ta làm cứ theo kiểu là tôi muốn bành trướng. Thế nhưng mà đang làm on, làm off nó phải khác. Đang bán buôn, bán lẻ nó phải khác. Bành trướng được, các bạn bành trướng được, nhưng các bạn phải có cái chiến lược riêng và phải phù hợp. Thí dụ như hai thương hiệu, hai phân khúc, hai nhãn hàng hay là cho độc quyền theo từng khu vực như thế nào đấy. Vâng. Và cái số 10, cái lý do số 10 nữa là số 10 cuối cùng rồi. Ok. Đấy, xin mời chuyên gia Minh Anh là số 10, vấn đề là gì là chuyên gia Minh Anh đọc này. Đấy, đọc từ số 10 này này. Đọc hết. Không liên hệ thầy Phan Anh từ tư vấn hoặc lúc liên hệ thì cũng ung thư dạ giai đoạn cuối rồi.
gọi di động Zalo 0989623888. Ok. Thế ở trên này chơi hả? Ok. À, đấy là cái lý do thứ 9 các bạn là cũng vừa biết, là đến lý do thứ 10. Đó là theo chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh là do là không liên hệ với thầy Phan Anh để được tư vấn, hoặc là lúc liên hệ thì cũng rơi vào giai đoạn ung thư giai đoạn cuối rồi, đúng không? Nên là chúng ta phải liên hệ với những người tư vấn sớm, rồi chúng ta rút kinh nghiệm trên Facebook, trên YouTube, trên các cái website có rất nhiều những cái bài có thể là đã giúp cho các bạn hỗ trợ. Vâng, và nếu như các bạn có bất kỳ cái yêu cầu nào, cái cần tư vấn nào, cần trợ giúp nào sau khi các bạn xem video này thì xin vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi ở công ty PA Marketing để được tư vấn và trợ giúp. Số điện thoại của tôi là 0989 6388, Zalo cũng là số này, email là phananhonline@gmail.com, Facebook là địa chỉ là facebook.com/phananhonline, hoặc là các bạn vào tìm Nguyễn Phan Anh trên Facebook. Và đây là cái video đầu tiên bạn Minh Anh, con trai tôi, lên video. Cháu mới đang học có lớp 1 thôi nên là cháu mới đọc đọc tiếng Việt trên máy tính, là vẫn còn đang đọc đánh vần. Rồi, con chào các bác này. Con chào các bác. Chúc các bác gì? Chúc các bác ngủ ngon. À, chúc các bác ngủ ngon, bây giờ tối rồi đúng không? Thế trong kinh doanh thì chúc các bác gì? Còn chúc các bác kinh doanh thành công. Con chúc các bác kinh doanh thành công. Khởi nghiệp thành công. Khởi nghiệp thành công. Đúng không ạ? Kiếm thật nhiều tiền. Kiếm thật nhiều tiền. Yeah. Chào các bác đi con. Con chào các bác. Sao?